Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mọi người sẽ cùng với Ngọc đi bẫy chim sâu đầu đỏ bằng cái lồng bẫy hai cánh đời mới. Bẫy hai lần nha mọi người. Bữa nay mình tiếp tục mình sử dụng nó để đi đánh giải trí ngày hôm nay nha. Nhưng đặc biệt một cái là Ngọc không sử dụng con chim mồi thiệt mà Ngọc sử dụng con chim mồi giả nha. Nhưng mà đi bẫy hiệu quả vẫn ok. Đó. Rồi, để Ngọc chở cái máy lại nằm sát bên luôn nha. Rồi, mời mọi người cùng tham khảo rồi mình sẽ cùng nhau đi đánh bẫy ngày hôm nay. Rồi, đây là cái bẫy của Ngọc này mọi người. Đó. Cái nguyên lý hoạt động nha. Thì khi mình tới điểm bẫy chim phải không? Mình chỉ cần nè, mình lấy cái tay bật này nha, bật nè, bật lên cái rồi. Là một cánh nha. Cánh này cũng vậy nha, bật lên cánh, rồi hai cánh. Hai cánh mình sẽ được hai em. Đó, khi con chim mới lại phải không? Nó đậu đây nè, đậu đây nè, nó nhảy đây nha. Đó, một cánh. Đây gì đậu đây nhảy đây nè. Hai cánh đó. Bắt con chim chỉ có vậy thôi nha. Cái này là sử dụng cân bằng bằng sức nặng nhẹ của con chim thôi là dính nè. Chứ không có xài chốt gài hay là cái móc cái phá gì chân nha mọi người. Thì đơn giản chỉ có vậy thôi. Còn đây là con chim màu giả của Ngọc nha. Đây. Là do Ngọc không có thời gian nha mọi người, không có thời gian chăm sóc á. Có khi mình về mình bỏ nha, có khi mình về mình để á, có khi bị hao hụt á thì uổng lắm nha. Cho nên quyết định là Ngọc sử dụng một con như thế này rồi Ngọc đi đánh giải trí với các bạn chơi thời gian dài nha. Rồi mong các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi. Ở đây là cái cán cầm nha, cán cầm. Còn chỗ này á là cái móc nha, khi nào mình sọt lên mọi người để mình máng lên trên cái cây nha, nhánh cây gì đó. Chung các bạn muốn máng ở đâu máng nha. Muốn máng ở trên cây hay là muốn máng muốn để gần gần dưới đất á thì mọi người sử dụng nha. Nhưng mà đặc biệt á, các bạn bẫy chim sâu đầu đỏ này nha thì hay là chim hút mật cũng vậy. Các bạn đừng có để lỏng đất nha, đừng để lỏng đất luôn nha. Cứ máng lên cho cái lồng nó hỏng mặt đất cho mình nha. Hỏng mặt đất lên, hỏng mà đất lên chút xíu được rồi. Không cần cao nha, chừng ngang đầu gối cũng được nha. Nhưng mà càng hỏng lên thì càng tốt, vậy có vậy thôi à. Đó. Rồi, vậy Ngọc mời nha. Ngọc mời cô chú, anh chị và các bạn cùng đi bẫy chim với Ngọc nha. Khi nào đến điểm bẫy chim đi, rồi Ngọc sẽ quay tiếp cho mọi người xem nữa nha. Rồi, vậy là Ngọc cũng đã đến điểm bẫy chim nha mọi người. Ngọc kiểm vọng trong khu vực của cái vườn này mọi người, của vườn này nha. Nè, là sẽ có chim sâu nha, cho nên quyết định là mình đem đồng nghề ra mình chơi nha. Mình lên đây mình kiếm cái chỗ bẫy nha mọi người. Nè, mình dọn cái chỗ mình lên đây mình đặt bẫy nha. Ở đây là gần mé sông nha mọi người, gần mé sông nước nha. Lục bình sông nước để mình đặt ở dưới cái tàng cây này nè. Mình nghĩ đây có nha, đơn giản lắm nha mọi người. Đặt bẫy này dễ lắm nha. Rồi, quyết định nha. Đây nè. Nè, có cái cây này nha mọi người, quyết định nha. Rồi là mình lại đây nha. Là mình máng nha, là mình máng cái lồng nha, máng cái lồng trên cây là mình đẩy luôn nha mọi người. Bẫy này dễ lắm, chỉ cần mình lại cái mình máng lên cái lụm liền. Khó khăn gì đâu, đó. Đi cần gì nè. Đó. Rồi, vậy Ngọc sẽ đặt cái bẫy chim đây mọi người cùng xem nha. Ngọc cầm cái điện thoại đây, cái Ngọc lại Ngọc vươn cánh cho mọi người xem nha. Bẫy chim này dễ lắm nha. Bẫy chim sâu này có lụm liền nha mọi người. Khó khăn gì đâu. Đơn giản không? Đơn giản có lụm liền. Gì đó.
Rồi nha mọi người, vậy là thành quả của mình là được một em chim sâu nha, một em chim sâu sâu đầu đỏ đầu tiên nha mọi người. Cái chỗ này á là tới hai con nha, nó tới hai con lận, nhưng mà biết sao không, cái con chim mồi ở trong đó của mình á là con chim giả nha, nó không động đậy, nó dính một cửa bên này nè, cho nên nó là con chim chim bổi bên ngoài mọi người, là cái nó gom vô nha, chỉ con bên thôi. Bây giờ Ngọc Phú quyết định á, Ngọc bắt con chim nữa nha, bỏ vô lồng giữa làm chim mồi để nhử bắt nó luôn nha. Chỗ lẻ xíu nha mọi người, đơn giản chỉ có vậy thôi. Đây nè nha mọi người nè, để Ngọc lấy con chim này, Ngọc bỏ vào lồng giữa luôn nha. Thằng chim nó chim giả nha mọi người, bắt lẹ chút xíu. Rồi ok, vậy là mời mọi người xem tiếp nha, lấy con chim dính đó làm chim mồi luôn. Rồi vậy là thành quả được một em là hai em nha mọi người, mình thấy dễ không đó, người thấy bảy chim sâu này thấy dễ không, để mà quay cái mình thuận gần cho mọi người xem nha. Đó tại vì Ngọc không có thời gian nuôi như Ngọc nói đó, không có thời gian nuôi nha, cho nên sử dụng con chim mồi giả nha, nhưng mà dạng dính bình thường nha. Đó nếu mình có chim mồi thiệt cái bỏ vô đi bảo đảm là ok nha, tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi vậy là thành quả của mình á là mình 7 cái điểm này nha, là được hai em nhưng mà mình phải bẫy hai lần, phải bắt ra cái nha. Đó là vậy. Còn bình thường nếu mà sử dụng chim mồi thiệt thì không cần bắt nha, có là dính một cặp luôn nha mọi người. Như trước đây Ngọc cũng đi chia sẻ đó là có hai cánh là dính hai em. Đó, người thấy chiến bẫy chim sâu đỏ hôm nay thấy đơn giản không? Đơn giản mà hiệu quả. Chỉ cần ai xách nổi cái bẫy thôi, đi máng lên. Rồi nếu như mình không có cái con chim mồi thiệt thì sử dụng bằng cái lo kè nha, nó để cái lo kè dưới nha. Kè tiếng chim sâu vô là bảo đảm lụm liền. Đây được hai em nha, hai em sâu đỏ. Rồi như vậy thì Ngọc cũng xin được kết thúc cái video dẻo đây luôn nha mọi người. Ngọc cũng chúc cho cô chú anh chị và các bạn xem bảy chim sâu hôm nay giải trí vui nha. Cuối video chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi bye bye mọi người luôn nha.